Mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Boy Khmer Trà Vinh. Hôm nay thì Boy Khmer Trà Vinh tiếp tục cập nhật tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh Trà Vinh vào sáng ngày 6 tây tháng 11 cho quý cô chú anh chị được nghe. Vào sáng ngày 6 tây tháng 11, tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh Trà Vinh như thế nào thì mình mời quý cô chú anh chị và tất cả các bạn theo dõi video. Kính thưa quý cô chú anh chị và tất cả các bạn, sáng ngày 6 tây tháng 11, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 44 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong đó thì thị xã Duyên Hải thì có 2 ca, thành phố Trà Vinh thì có 5 ca, huyện Duyên Hải thì có 10 ca, huyện Cầu Kè thì có 6 ca, huyện Càng Long thì có 2 ca, huyện Cầu Ngang thì có 4 ca, huyện Tiểu Cần thì có 1 ca, huyện Trà Cú thì có 10 ca, bệnh viện Dã chiến số 1 thì có 2 ca, và cuối cùng là huyện Châu Thành thì có 2 ca. Và bây giờ mình sẽ thông tin chi tiết cụ thể như sau. Thị xã Duyên Hải 2 ca, trong đó có 1 ca là người từ ngoài tỉnh về địa phương được sàng lọc tại chốt cầu Cổ Chiên, 1 ca thì được sàng lọc tại phòng khám đa khoa tư nhân có địa chỉ ở ấp Mù U, xã Dân Thành. Thành phố Trà Vinh thì có 5 ca, trong đó thì có 2 ca là F1 của bệnh nhân trước đó, gồm 1 ca là ở phường 2 và 1 ca là ở xã Long Đức. 3 ca thì được sàng lọc trong cộng đồng, gồm 1 ca là ở phường 8 và 2 ca là ở phường 6. Tiếp theo là huyện Duyên Hải thì có 10 ca, trong đó thì có 9 ca là F1 của bệnh nhân trước đó, 1 ca là người từ ngoài tỉnh về địa phương. Huyện Cầu Kè thì có 6 ca, trong đó có 2 ca là được sàng lọc trong cộng đồng có địa chỉ ở xã Thạnh Phú, 2 ca là F1 của bệnh nhân trước đó, gồm 1 ca là ở xã Châu Điền và 1 ca là ở xã Tam Ngãi, 2 ca là người từ ngoài tỉnh về địa phương. Huyện Càng Long thì có 2 ca, trong đó thì có 1 ca là người từ ngoài tỉnh về địa phương, 1 ca thì được sàng lọc trong cộng đồng có địa chỉ ở xã Nhĩ Long Phú. Huyện Cầu Ngang thì có 4 ca, trong đó thì có 2 ca là F1 của bệnh nhân trước đó có địa chỉ ở xã Thạnh Hòa Sơn, 2 ca là người từ ngoài tỉnh về địa phương. Huyện Tiểu Cần thì có 1 ca là người từ ngoài tỉnh về địa phương. Huyện Trà Cú thì có 10 ca, trong đó thì có 8 ca được sàng lọc trong cộng đồng, gồm 3 ca là ở Hàm Tân, 5 ca là ở xã Lương Nghiệp Anh, 1 ca là F1 của bệnh nhân trước đó có địa chỉ ở xã Hàm Giang, và 1 ca là người từ ngoài tỉnh về địa phương. Bệnh viện Dã chiến số 1 2 ca là người từ ngoài tỉnh về địa phương và được sàng lọc tại chốt cầu Cổ Chiên. Cuối cùng là huyện Châu Thành thì có 2 ca, cả 2 ca này đều được sàng lọc trong cộng đồng có địa chỉ ở xã Hòa Minh. Kính thưa quý cô chú anh chị và tất cả các bạn, như vậy là tính đến sáng ngày 6 tây tháng 11 thì toàn tỉnh Trà Vinh ghi nhận tổng cộng là 3.290 ca nhiễm Covid-19. Trong số đó thì có 2.015 số ca đã được điều trị khỏi và ghi nhận 27 ca tử vong. Như vậy là mình vừa đem qua thông tin dịch Covid-19 tại tỉnh Trà Vinh vào sáng ngày 6 tây tháng 11 cho quý cô chú anh chị được nghe. Và đó cũng chính là thông tin dịch Covid-19 tại tỉnh Trà Vinh vào sáng ngày 6 tây tháng 11 tại tỉnh Trà Vinh mà mình muốn chia sẻ cho quý cô chú anh chị được nghe. Kính thưa quý cô chú anh chị và tất cả các bạn, hiện tại thì mình đang ở khu du lịch Ao Bà Om tại thành phố Trà Vinh, một khu du lịch khá nổi tiếng tại thành phố Trà Vinh. Và bây giờ mình mời quý cô chú anh chị và tất cả các bạn hãy cùng mình tiếp tục ngắm văn cảnh khu du lịch Ao Bà Om tại thành phố Trà Vinh. Rồi video của mình xin tạm kết thúc tại đây. Nếu quý cô chú anh chị nào thấy hay thì đừng quên bấm một like và một nút đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị và tất cả các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mình xin kính chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.